Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Spore. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn ơi, ở tập trước thì có rất là nhiều bạn chỉ mình cách để tiến hóa cái bộ tộc này, để chúng ta ấn vào đây này. Và các bạn cũng đừng quên nha, nếu clip này đạt được 3.000 like thì chúng ta sẽ tới với clip tiếp theo. Cái clip ở tập trước chưa đủ 3.000 like đâu. Lẽ ra là hôm nay mình tính làm Minecraft cơ. Tuy nhiên ấy, là hôm nay mình hơi chóng mặt, với cả là chơi Minecraft nhiều các bạn xem cũng hơi chán đúng không? Vì thế mà hôm nay mình sẽ đổi gió một tí, mình chuyển qua chơi Spore tập tiếp theo cho anh em xem. Đấy, và bây giờ trước tiên mình vào sẽ vào tiến hóa nhá. Rồi, tiến hóa như nào anh em? Đây là những cái mà mình đã từng tiến hóa tới đúng không? Và đây là những cái con động vật mình từng ăn, mình từng tấn công, và đây là những thứ mà mình đã từng tiến hóa ra. Mọi người thấy không? Và bây giờ mình như mình ấn vào đây là xong đúng không? À, mình phải thay đổi thêm một lần nữa đúng không? Và chắc là mình chẳng còn gì thay đổi đâu. Chắc là mình biến lại cái màu khác đi anh em ạ. Rồi tí nữa chắc là mình sẽ thay đổi nó một kiểu khác các bạn ạ. Cái gì đấy? Cái này chúng ta có thể tự phối màu các bạn nhá. Có một vài bên đây là màu tự phối đấy mọi người. Bên đây là màu tự phối này. Chắc là mình sẽ xài cái vảy rồng đi, nhìn cho nó đẹp. Đó, rồi. Ok nhá. Và chúng ta phải tiến hóa thêm một lần nữa thì chúng ta mới có thể phát triển đấy sao ấy mọi người. À quên, ở tập trước có rất nhiều bạn nói mình là mình có thể tiến hóa gì tàu vũ trụ ở cái bay sang hành tinh khác đấy anh em ạ. Gì đây? Đấy, cái này mấy cái này trông giống vảy rồng rồi này anh em. Anh em thấy giống vảy rồng chưa? Chất lượng. Cái gì ấy nhỉ? À, đánh lửa, đánh lửa. Đây, ở tập trước có vài bạn kêu mình là tiếp theo anh sẽ tiến hóa có một cái bộ tộc, và bộ tộc của anh biết đánh lửa anh em ạ. Được rồi. Phải không? Ở đây, cú đánh quyết định tạo ra lửa anh em ạ. Cú đánh của nhân loại, loài rồng sinh tồn. Ui, cây phía sau nó mất luôn kìa anh em. Đây, chắc rơi dưới đất biến ra lửa đây anh em. What the hell? Cái gì ạ? What? À, phải gom lá vào anh em ạ. Wow, ghê, tạo ra lửa luôn. À, giờ lên làm tộc trưởng rồi anh em ạ. Tộc trưởng tộc gà sinh tồn vũ con mở elite chuẩn rồi anh em ạ. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm gì đây? Đấy, vậy là bây giờ chúng ta đã tạo thành một bộ tộc rồi mọi người ạ. Chắc là mốt thì nó sẽ văn minh hơn mọi người ạ, mình nghĩ vậy. Và tạm thời chúng ta cứ tạm thời gọi cái tộc này là tộc gà sinh tồn nha. Và tất nhiên rồi, mình là tộc trưởng anh em ạ. Rồi, ua, xây nhà rồi anh em. À, ghê ghê ghê. Vậy là chúng ta đã có một bộ lạc rồi, xây nhà. Các thứ. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Ok. Nói chung là bây giờ càng ngày càng phát triển thôi anh em ạ, không có gì đâu. Rồi, cái thành ở dưới này, thành ở trên này, ấn vào đây. À, có mấy cái gì đấy? Đi ghe Dory. Mấy cái này thì cần phải có thức ăn hay sao này mọi người? Chắc mình phải đi kiếm thức ăn. Mình chưa biết kiếm thức ăn như nào anh ạ. Đây, có cái gì đây? À, cái này giống kiểu quần áo của ta, mũ nón của ta. À, vương miện anh em ạ. Đây, mình sẽ có cái vương miện. Tháo hai cái biếu rồi ra. Đây là vương miện nhá. Không? À, như kiểu là lá dứa này, như kiểu cái đầu quả dứa đấy anh em. À, đấy mới là vương miện này các bạn. À, đây là mặt nạ tu trưởng anh ạ. Ờ, cái này chắc không đeo được, con của mình sẽ đeo mặt nạ được anh em. Đeo cái này vào thì nhìn nó khắm thối quá. Rồi, đeo cái này vào nào. Đeo cái này vào thì thôi, phải đeo cái mặt nạ đấy nha. Đây là cái khố anh ạ, phải che chim lại đấy. Bây giờ thời đại văn hóa là phải che chim lại nha anh em. Cái này đẹp hơn đúng không? Đây, mình chả biết cái nào đẹp nhất đó. Nhưng mà thôi kệ bừa đi, mặc áo này anh em. Ôi, áo giáp. Đó, nhìn bẩn nhờ. Hay là do mình làm xấu quá anh em? Chắc là do mình làm xấu quá rồi. Đây là hai cái khiên vai. Đó. Rồi, đây là cái gì đây? Ồ, cái này. À, cái này để đây. Đó. Sao giờ mình nhìn thấy con này mình nhìn bẩn bựa đấy. Cái này là chắc là sừng à? Không biết nữa. Chắc là cái này để sau lưng anh em ạ. Chắc vậy. Mình không rõ lắm. Mutate. À, dâu anh em ạ. Dâu này. À, con rồng của mình sẽ mọc dâu à?
Mình thử để dâu nào. Nhìn có bẩn bữa không nào. Đấy. Để quả dâu nhìn chứ giống tộc trưởng anh em ạ. Rồi. Rồi. Nhìn bữa chè vậy. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Đó. Ủa, đây là bộ tộc của mình đúng không? Yes. Đồng ý. Ok, nó sẽ chỉ mình cách mấy cái camera gì này. Chúng ta có thể zoom ra. Cho mấy con đi được không? Sao mình không cho chúng con đi được anh em? À, mình có thể xoay camera này. Ui. Cái gì á? Mình có thể quay ở một chỗ khác luôn anh em ạ. À. Ok. Ấn vào icon ở trên minimap. Rồi, ok. Nhà mình ở đây đúng không? Ok. Là sao ta? Nó kêu mình chỉ mấy cái ở trong minimap kìa mà mình không biết nó là cái gì. Đây. Ấn về nhà đúng không? Khó quá anh em ạ. Cái thả mìn là sao ta? Mấy cái này mình chưa hiểu lắm. Nhà mình đây. Nhà mình ở trên đây đúng không? Đây là ngôi nhà của mình nhỉ. Đó. Cho đi được không anh em? Ủa, làm nào cho nó đi ta? Mình đã không biết cách để cho đi anh em ạ. Cái gì đó? Chiber plane. Chiber lead. Nó kêu mình ấn cái chiber lead và chọn cái gì á. Mà cái chiber lead đâu? Ở đây. Chiber lead. Đặt một cái con ra đây. À, kéo thành một hội. Rồi, ok. Ủa cái gì á? Bắn pháo hoa hả anh em? À đù. Bắn pháo hoa anh em ạ. Ờ mình chưa hiểu lắm các bạn ạ. Đã hướng dẫn mình chơi sao ạ. Bây giờ chắc là mình phải đi kiếm sách đẻ con. Cái này đẻ con đúng không anh em? Từ từ, ấn vào xem nào. Đây. À, chúng ta cần 10 thức ăn để đẻ con. Và đây mình sẽ cho cái đàn này đi đánh nhau. Để kiếm thêm con cái anh em ạ. Hơi khó hiểu một tí nha. Đây. Ui, hơi khó di chuyển đấy anh em ạ. Bây đi kiếm thức ăn, ở đâu bây giờ nhỉ? Qua đây nào. Mình nghĩ là xung quanh mình sẽ có mấy cái chỗ bán thức, mấy chỗ thức ăn thôi anh em ạ. Nhưng hiện tại là mình chưa biết quay màn hình như nào. Mình chỉ nhìn được xung quanh rồi thôi. Mình chỉ nhìn vòng vòng. Đây, 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 có bộ tộc 50 máu anh em ạ. Mình qua đây farm bọn này nha. Đây có bộ tộc khá là cùi bắp, 50 máu, bộ tộc của mình bao nhiêu máu? 100 máu cơ, không sợ bọn này. Giết nó kiếm thức ăn anh em ạ. Đó. Đánh nhau. Rồi, mình có thể zoom lại gần để xem nhá anh em. Đó. Rồi, giết lốt. Bọn này giống kiểu bọn kangaroo quá ta. Giống kiểu kangaroo quá. Mày. Giết nó. À, bây giờ mình kéo một đống vào anh em ạ. Kéo được rất là nhiều vào nha. Đó. Chắc là mình sẽ về cho mấy cái con ở nhà đi ăn thịt bọn này. Đấy. Đi lấy đồ ăn từ mấy cái con này về. Rồi, đi. Kiếm đồ ăn như nào ta? À đây, nó sẽ vác về anh em ạ. Được nha. Rồi mình sẽ cho thêm ở nhà mình như còn mấy con nữa. Đây còn một con bé bé nữa, cho đi vác đồ ăn về anh em ạ. Bắt đầu hiểu rồi đấy. Đấy anh em thấy không? Từ từ mình chơi mình cũng sẽ hiểu à. Mấy con này sẽ đi vác đồ ăn về và sinh ra. Cái game này nó khiến cho mình có cảm giác khá là giống với game đế chế. Hôm nọ có một bạn comment ở trên cái kênh của mình ấy, bảo là cái game này khá là giống với game đế chế. Rồi, càng giống lắm mọi người. Ở đây có một tộc chó hai đầu đang muốn gọi là cạnh tranh cái lãnh thổ với mình anh em ạ. Kệ cụ nó, không biết chúng nó ở đâu anh em nhá. Nhưng mà mình sẽ không quan tâm với chúng nó lắm. Bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta quan tâm là sinh sản em bé. Rồi, chúng ta sẽ đẻ ra rất là nhiều những đứa trẻ trâu. Và mình vừa thấy là nó có một cái gì ở đây cơ. Chúng ta có thể chế tạo xây nhà hay gì đó ở đây. Cái gì đây nhỉ? Cái này cái gì đây ta? À, cái này cho đựng đồ ăn anh em ạ. Bây giờ ví dụ mình muốn xây thêm nhà như nào anh em? Chúng ta chỉ... À đây đây. À, đây. Mấy cái này thì cũng cần thịt đấy các bạn. Cần cái nhà instrument và nhà vũ khí. Chắc là mình sẽ phải làm thêm cái nhà vũ khí nữa các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ làm xây thêm một cái nhà vũ khí nữa. Nhưng mà tí nữa phải có đủ thịt cơ. Các bạn là bọn này đang đi lấy thịt này. Thằng này còn bé. Bé là chưa điều khiển được nhé mọi người. Phải lớn lớn mới điều khiển được. Và mới có thể cho chúng mình đi lấy thịt được. Rồi. 22, 23. Mới được có 23 thôi anh em ạ. Đẻ thêm đi. Đẻ ít quá. Đây đẻ thêm được 2 con nữa anh em ạ. Mình nghĩ là đẻ nhiều một tí. Để chúng đi kiếm đồ ăn các bạn nhá. Ui. Cái bộ lạc của này gần ngay gần đây các bạn ạ. Một tí mình sẽ qua đánh bọn này nhá.
Bọn này cũng bắt đầu có người này. Nó hơi ít. À, nó qua đuổi mình anh em ạ. Bọn này láo. Nó xách xách đồ qua đánh mình giờ. Phải không ta, hay đi lấy đồ ăn. Ấy, như nó qua đấm mình hay sao á. Phải không nhờ. Bọn này nhìn nghi ngờ quá. Bọn này là một bộ lạc khác các bạn ạ. Ờ, mình đã có thể xây nhà vũ khí rồi. Ấy, bọn này. Nó đi qua nhà mình là có chuyện nha. Sẽ xây cái nhà vũ khí này. À, mấy cái điểm này à. Đây. Rồi, yes. Mình không biết cái nhà vũ khí để làm gì. Nó khiêu khích mình à mọi người. Cầm hàng, anh em. Vào nhà cầm hàng. Đây, ui, có hàng rồi đấy anh em. À, bọn này sách giáo qua tính chiến mình anh em ạ. Ghê đấy. Tốc trưởng đâu. Rồi. Cho anh em sách hàng qua phang nó đây anh em ạ. Hiện tại mình chỉ có 3 anh em thôi. 4 này. 4 thằng cầm hàng. Đây, mình sẽ cho 4 thằng cầm hàng qua nha. Ờ, 5 thằng cầm hàng luôn. Đấy, kéo hội anh em bạn gì qua bẹp nó. Ơ kìa. Lấy hàng anh em. Rồi, có đánh nó, có đánh bộ tộc này anh em ạ. Bộ tộc nó chưa phát triển, mình coi mình đánh sớm đi. Nó chỉ có 2 thằng à. Tai tộc trưởng đúng không? Mình coi mình bẹp nó luôn anh em ạ. Rồi. Combat. Bẹp. Ấy. Tộc của mình đang xách hàng qua các anh em ạ. Nó vác búa vào. Sao có một thằng kìa. Từ từ. Sao có một thằng vậy anh em? Lúc có mình nhớ mình gọi nhiều lắm mà. À, mình này sợ ở nhà. Qua cho tao. Qua đánh nó. Đi. Tập trung. Trời ơi, may quá, tí nó cho một thằng qua chết mình mất. Ơ, thằng tộc trưởng đâu? Tộc trưởng của mình đâu ta? Cho này ra luôn anh em ạ. Mình nghĩ là nên cho tộc trưởng ở nhà, bởi mình nghĩ là nếu tộc trưởng mà chết là chắc thua luôn quá. Các bạn ạ, nếu tộc trưởng mà chết là thua luôn, cho nên mình sẽ cho tộc trưởng ở nhà. Ê, bỏ đi kiếm đá về, tí nữa chúng nó về chúng nó sẽ biết cái cảm giác là không còn một ai sống sót. Đó. Bây giờ anh em đã quây quần đông đủ rồi. Chiến là tộc trưởng của nó anh em ạ. Bem thẳng là tộc trưởng của nó. Đúng rồi, chiến. Bem nó anh em ơi. Bem nó đúng rồi. Bem nó. Đây là bộ tộc khác, chúng ta phải giết nó. Mày. Một thằng đứng ngoài nhìn này anh em. Thằng ăn trộm lương thực. Lấy lương thực thì nó mang về anh em ạ. Đó. Bê lương thực thì nó mang về ạ. Mất dậy. Rồi. Giết hết. Rồi mấy con này đi mai về anh em ạ. Đi mai về thấy cảnh cả làng bị đập. Không chừa một mống nào. Chạy này. Giết hết anh em ạ. Đuổi nó. Giết. Không chừa thằng nào. Hình như là mình giết xong mình cướp được mấy cái đồ này sao anh em ạ. Bố nó đúng rồi. Giết nó. Đánh nó đi. Đánh nó bạn ơi. Đánh nó đúng rồi. Đánh nó. Ấn số 1 để đánh cái sau ấy. Ấn số 1 để đánh. Rồi xong. Đi lút đồ nó mang về anh em ạ. Ok anh em ơi. Đấy. Đi bê mấy cái đồ này mang về. Đấy các bạn thấy mình chưa. Cái này chúng ta phải bắt đầu đánh chiếm ấy mọi người. Đánh chiếm thì mạnh hơn. Rồi ok. Rồi. Nhà mình có vẻ cay càng giàu đó. Bây giờ chúng ta có thể đi xuống đây nhặt xương bọn này tiếp. À bọn này hết rồi anh em ạ. Mấy con đấy hết rồi, chắc tí mình phải đi kiếm đồ khác. Mình có đánh được mấy cái nhà này không ta? Cho một con ra phá với cái này đi. Chắc là cho một con có phá với cái này được các bạn ạ. Đó, 40 lương thực rồi. Chúng ta sẽ đẻ thêm con và phát triển thêm. Đúng không? Tầm này, ớ. Nó cho đẻ rồi à? À, chắc là phải xây thêm nhà dân nữa, mình nghĩ vậy. Nhà dân đây đúng không? Chắc phải xây thêm mấy nhà dân nữa thì mới có thể sinh sôi đầy nở thêm, mình đoán thế. Ớ và tiến hóa chưa? Vẫn chưa anh ạ. Ớ vẫn chưa sợ, chưa tiến hóa được. Vậy là mình cần phải xây cái gì nữa ta? Ờ, còn nhiều loại nhà lắm. Nhưng mà chúng ta chưa tìm hiểu ra thôi. Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhiều loại nhà khác nhau nữa các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có được tối đa từ đây dân thôi. Và chắc là phải tiến hóa từ từ lên nữa. Và cái này có hai cái này. Cái này là cái trap rồi. Làm bẫy à? Cái bẫy là sao ta? À, cái bẫy đẹp gì ấy nhở? Mấy con kia đâu rồi? Mấy con kia chắc là đi qua bên nhà bọn kia rồi. Đang phá nhà bọn kia. Đó. Để một thằng phá nhà được rồi anh em ạ. Còn mấy con còn lại đâu? À đang bê đồ về. Đang bê đồ về anh em ạ. Đó. Thôi chọn này đi kiếm con khác đánh đi anh em ơi.
mang đồ đi cất này. Con này thì ô cái gì đấy, bẫy à? Đánh đánh em ơi. Ôi chết rồi, mình tự dính bẫy của mình rồi anh em ạ. Nhặt đồ. À đây là bẫy hoa quả, dùng để bẫy mấy con khác, để bẫy mấy con khác về nhà mình anh em ạ. Đấy rồi bây giờ cho mấy con này đi nhặt đồ mang về. À mình bắt đầu hiểu hiểu một chút rồi anh em ạ. Nói chung chúng ta có rất là nhiều loại nhá, loại bẫy này, bẫy bằng bẫy với cả là ném bom này. Mình không biết cái bom này làm gì nhá. Đấy ném đẹp này, như pháo hoa hay sao anh em ạ. Hả pháo hoa. Ok. Ơ mang đồ về em. Sao chứ nó không mang đồ về, đồ đầy rồi sao á? Đầy đồ rồi bây giờ mình có thể sinh thêm con mới không ta? Ủa kìa. Bây giờ mình đầy đồ mình phải làm gì nữa hả mọi người? Mình vẫn chưa rõ lắm. Rồi. Ơ vẫn được này. Nhặt đồ không ơi. Rồi nhặt hết đồ rồi. Chắc bây giờ đi bẹp nhau nữa. Mình chưa hiểu rõ lắm các bạn ạ. Ấn vào đây xem nào. Cái Digedo là gì anh em? Mình cũng chưa biết cái Digedo là cái gì à. Cho chúng ta tập trung vào cái Digedo này xem nó sẽ... Nó cầm cái thông bồn cầu hay gì đây? Cái này là cái thông bồn cầu rồi anh em. Mình chả biết á. Rồi bây giờ đi tìm một khác đánh. À thôi mình sẽ tập trung qua mình phá nhà của bọn này luôn. Chắc là nó sẽ có một cái nhiệm vụ gì đó các bạn ạ. Phải phá nhà bọn này mới hoàn thành nhiệm vụ. Mình đoán thế. Cho nên mình thử. Ơi chết rồi. À bọn này nó lại hồi sinh lại, nó đập chết con của mình rồi. Láo thật. Quậy hội quá anh em ơi. Nó kéo quân qua, nó giết hết đội của mình rồi anh ạ. Qua bẹp nó. Hồi sinh con boss rồi anh em ạ. Số 1 xài skill 1. Xài skill 1. Không xài skill được ta. Giết nó anh em ạ. Qua nó vừa xuất hiện. Mày. Sao nó mạnh thế? Mạnh này. Mạnh cũng đánh được anh em ạ. Mạnh. Rồi 6 tiết rồi, tiêu diệt luôn con này. Mình phải phá nhà cho nó anh em ạ. Cho mấy con này phá nhà đi. Chúng nó không hồi sinh được. Đấy chúng nó không hồi sinh được luôn. Bố nó đúng rồi. Bố nó. Bố con tóc này. Bố nó Chạy này. Chạy với chúng tôi. Rồi bây giờ diệt cỏ diệt tận gốc các bạn ạ, không chúng nó sẽ hồi sinh á. Đó bữa luôn nhà này nhá, từ để mình về nhà mình về nhà mình sinh sôi nảy nở thêm đứa nữa các bạn ạ. Mình vừa chết mất một con rồi, hiện tại mình chỉ có thể có tối đa là 6 con anh em ạ. Rồi mình sẽ xuống mình bữa nhà này cho xong đi đã. Đó chắc là phải bữa xong cái nhà này mới thắng các bạn ạ. Có 4 con mang đi đánh nhau à, cái nhà này hơi bị trâu một tí. Chắc là mình phải đánh xong cái này ấy, thì mới có nhiệm vụ tiếp theo cho mình làm. Mình đoán là như thế các bạn ạ. Rồi chúng ta hãy cùng xem. Rất là đỉnh cao. Úi giời ơi. Đây là sức mạnh của bộ tộc của mình nhé bạn. Bộ tộc Casington. Chắc là mốt nó sẽ nâng cấp về thành phố, mình nghĩ vậy đấy. Đây chỉ là cái bước khởi đầu thôi anh em ạ. Từ từ chúng ta sẽ càng ngày càng nâng cấp lên. Và chắc chắn nó sẽ càng ngày càng mạnh rồi đúng không? Game này khá là hay, khá là cuốn, nó như kiểu là cái lối chơi nó càng càng mới á. Để bắt kịp được. Nếu bắt kịp được thì coi như là chả hiểu gì luôn đấy anh em. Lúc còn mới lên cái bộ tạc, bộ tộc mới này mình không có hiểu gì đâu. Rồi đây là mình đã đánh bại được bộ tộc khác các bạn ạ. À và nâng cấp được thêm cái đồ mới và mũ miếc các thứ này các bạn. Vậy là chúng ta có thể nâng cấp được thêm những thứ khác qua việc chúng ta đánh những cái chủng tộc khác các bạn ạ. À nhìn có vẻ xịn sò con bò đấy. Có thêm một cái đền thờ. Cái đền thờ mọi người. Đó mấy cái nhà bắt đầu nâng cấp lên ạ. Ghê. Đây là bộ lạc rồng của mình em ạ. Bộ lạc rồng mang tên là gà sinh tồn nhá. Căn bản nó chưa thấy giống rồng lắm nhưng mà thôi kệ, cứ gọi là rồng đi. Ok các bạn ơi. Nhìn khá là chất lượng. Ơ đây là bộ lạc của mình mà. Ơ bộ lạc giờ trở thành bộ lạc của mình rồi anh em ạ. À đây còn mấy bộ lạc ở phía dưới nữa. À rồi bây giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta sẽ tiếp tục là đi phang mấy bộ lạc khác các bạn ạ. Đó chúng ta có thể đẻ thêm con được không ta? Đó bây giờ chúng ta đẻ tối đa 9 con rồi anh em ạ. Bây giờ mình thao thức ăn mà đẻ. À rồi trong lúc mà chờ thức ăn nó ra thì trong lúc mà chờ thức ăn thì chúng ta tiếp tục lên trên đây nào. Chúng ta lên đây chúng ta kéo đàn này về thôi.
Đó. Kéo con này về đi làm, có làm thì mới có ăn các bạn ạ. Chơi kéo con này về đi. Đập con này, lấy đồ ăn anh em ạ. Con này một con khỉ à. Đập con này lấy đồ ăn, mang về sinh con đẻ cái các bạn ạ. À, cái con này chính là cái con kangaroo hồi nãy mình đập đó mà. Rồi. Lấy thịt nó mang về anh em. Rồi đây, lấy thịt nó mang về. Trời, nghe tiếng mài dao mài dựa luôn anh em ạ. Lấy chưa? Rồi một con. Chúng ta sẽ lấy từ từ, từng con một lấy mang về các bạn ạ. Rồi kệ chúng nó không quan tâm lắm. Rồi, chúng ta sẽ đẻ thêm baby. Đó, từ từ chúng ta sẽ đẻ thêm. À, và mình có thể xây thêm nhà mới chưa? Đó, chúng ta sẽ có hai nhà mới. Nhà câu cá à? Fishing là câu cá à? Và nhà gì đấy? Mình không biết nhưng mà cứ xây ra đi. Và nhà này chưa đủ để xây ạ. 20 thịt mới xây. Ok, cái nhà gì ấy nhỉ? Mình cho con này vào nè. Wooden hood à? Vào thì nó sẽ lấy cái gì ta? À, đi lấy gỗ hay sao anh em ạ? Phải không? Con này nó cầm cái gì vậy? Cầm cái kèn à? Mình không biết cầm cái kèn để làm gì hết. Từ từ, mình sẽ cho một con đi ra đây bẫy anh em ạ. Đi ra đây bẫy à? Đây, đi bẫy mấy cái con kia. Đặt bẫy là tí thì tự nhiên có mấy con quái tới à? Bẫy đồ ăn đúng không? Đó. Cầm đồ ăn ra bẫy à? Bẫy độc á. Xong tí tự động sẽ có mấy con quái nó qua nó lấy đồ ăn. Sau đó chúng nó sẽ bị giết anh em ạ. Đấy, tí sẽ có mấy con quái tự động có tới nó ăn à. Chúng ta sẽ tiếp tục sinh em bé nha. Ơ, không thấy nào tới ăn vậy. Đây, đảm bảo các bạn. Đó, cái bọn này nó sẽ tới nó ăn nè. Em thấy không? Ăn đi đúng rồi. Ăn đi rồi chết nhá. Đó, bu này. Đấy, cài càng đông. Anh em ạ. Rồi, ơ, xong mới có 8. À, quên. Rồi, bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu thịt chúng nó này. Ăn đi. Ăn đi, đấy. Anh em đi thu hoạch thôi anh em ơi. Đi thu hoạch, đấy. Bấy chúng nó xong bề đi thu hoạch anh em ạ. Đó, mình sẽ đi thu hoạch thêm thịt nhá. Sau đó là, bây giờ tí mình đủ 9 con rồi mình bắt đầu mình đi đánh những bọn kia anh em ạ. Đủ 9 con bắt đầu đi đánh mấy bộ tộc khác. Đó, sau đó chúng ta sẽ cài cả phát triển. Hợp lý. Ơ, nhưng mà hồi nãy mình thấy là mình có thể có thêm mấy bộ đồ mới hay sao ấy. Để mình vào đây thử xem nhá. Mình có bao nhiêu điểm trang phục? 82 điểm trang phục anh em ạ. À, có vương miện mới này các bạn. Chúng ta sẽ bỏ cái vương miện dưới đi để đeo cái vương miện mới này. Ui, vương miện này giống hơn đấy các bạn. Nhìn ngầu hơn đấy. Cái gì đấy? À, tao có cái khố mới, thay luôn anh em. Đấy. Ngầu chưa? Đầu à? Cái đầu à, chả có gì mới này. Cái giáp có giáp mới này anh em. Đây. Đó. Ngầu hơn rồi đó. Mấy cái này có gì mới không? Không, chả có gì mới hết anh em. Rồi. Nhìn có vẻ ổn hơn đấy mọi người. Con tộc trưởng chúng ta càng ngày nhìn càng ngầu. Rồi. Bây giờ chúng ta đánh bọn ở dưới nhá. Đánh bọn ở dưới. Rồi. Hết đẻ rồi. À. Ơ, 8 trên 9 nào. Mình thừa mà. Xong cho đẻ nữa vậy. Chắc là chúng ta chuẩn bị qua đánh với bộ lạc khác rồi anh em ạ. Ơ, sao mình không quay được ta? Giờ mình hết quay được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em vào cầm hàng. Cầm hàng. Đâu nhỉ? Đây, cái đây thì phải. Đấy, cho vào cầm hàng này mọi người. À, xây cái nhà mới đó. Đây, còn cái nhà này chưa xây các bạn ạ. Xây ở đây luôn. Ok. Đấy, bộ lạc của mình giờ cài càng ngầu anh em. Đây. Kéo cỡ 10 con qua thôi anh em ạ. Kéo 10 con ra thôi nha. Đây, bộ tộc con này hơi ít. Mình sẽ kéo tầm mình có 9 con à. Mình sẽ kéo tầm 7-8 con qua. Ui, con này nó giết được cả con voi nữa anh em ạ. Ghê rồi. Bộ lạc con này ghê quá anh em ơi. Bộ lạc con này VIP quá. 100 máu để xem nào. Mình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình có 6 con ạ. Chắc phải xách thêm qua thôi anh em ạ. Xách thêm qua thôi chứ 6 con có vẻ hơi ít ạ. Đây. Con này nữa. 2 con. Ơ, làm sao nào mình kéo stick chúng nó vào được ta? Mình không biết stick chúng nó vào như nào. Đây. Lấy đồ em ơi. À đây, lấy đồ rồi. Qua luôn. Trời mưa rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 con kia đó là 6. Hình như có được đánh mình hay sao anh em? Có được đánh mình hay sao á? Mình nghe chừng có cảm giác có đứa sẽ đánh mình các bạn ạ. Không sao, mình sẽ đánh chúng nó.
Rồi. Đúng chưa? Rồi, anh em. Tấn công. Tu vùi lên chơi lớn. Pha cho nó anh em. Đúng rồi, bem nó. Chia ra đánh. Chia đánh anh em ạ. Đó, chia ra đánh. Chia đánh mới thắng được. Đánh lẻ lẻ, đánh tập trung quá không thắng đâu. Chia ra. Chia ra anh em. Chia ra bem, mỗi đứa bem một con. Đúng rồi. Đó. Bem nó. Ui chết, con mình chết cũng quá trời luôn anh em. Thua gì rồi? Có cảm giác thua anh em ạ. Ui. Thua, chạy anh em ơi. Rút lui. Ui sao đánh không lại vậy ta? Mình bị con khác đánh nữa này. Trời ơi, con chó. Nó tấn công mình trong lúc mà mình không để ý anh em ạ. Lùi về tấn công. Phòng thủ. À, đuổi qua tận nhà mình luôn. Chạy anh em ơi, chạy. Chống tặc ngoại xâm đã. Sinh ra thêm em bé anh em ơi. Giặc ngoại xâm tới. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Ôi nó gần đánh cho con kia của mình rồi. À đủ. Giết con này đã. Xong. Đã chống giặc ngoại xâm thành công anh em ạ. Ui. Chúng mình chưa đủ sức mạnh để đánh con kia anh em ạ. Thôi đi săn đồ ăn vậy. Giờ đi săn thôi. Mình chưa đủ sức mạnh để... Ơ. Tộc khác này anh em. Sao chúng nó đánh mình hoài vậy? À ăn trộm. Nó ăn trộm của mình anh em. Ăn trộm thịt. Nó ăn trộm thịt của mình các bạn ơi. Một bộ tộc khác ở phía dưới. Thôi về anh em ạ. Về. Về đi. Coi như là cống nạp cho nó vậy anh em ạ. Rồi lấy thêm đồ ăn vậy. Đi kiếm thêm đồ ăn thôi anh em ơi. Yếu quá rồi. Làm nào để sửa cái này đấy. À, chúng ta có thể sửa mà đúng không? Cho một con này ra sửa. Đây, xe sửa này. Chúng ta có thể sửa nhà được nhá mọi người. Đó. Nó cầm cái gáo nước nó dội anh em ạ. Dội để dập lửa, được đấy. Cô ấy đang suy nghĩ về nước Mỹ à. Suy nghĩ về cái ốc rồi, suy nghĩ về vũ trụ anh em ạ. Chúng ta suy nghĩ về quá nhiều thứ. À, chắc là chúng ta phải ngoại giao nữa anh em ạ. Mình nghĩ là chúng ta phải ngoại giao nữa. Giết bọn này. Lên giết bọn trên đây. Kiếm thêm đồ ăn anh em ạ. Sao chúng nó phát triển ghê quá ta. Mình tưởng mình bem vào chúng nó, ai ngờ chúng nó mạnh quá mình bem không lại các bạn ạ. Mình mang cả tá quân qua mà đánh không lại chúng nó. Đánh đi. Đánh bọn này để cho cả hai con này đi đánh nữa. Hơi ít nha. Giết nó. Đi kiếm cái đồ ăn anh em ạ. Chết. Ủa sao này yếu rồi. Mỗi còn một phát anh em ạ. Rồi lấy đồ ăn đi. Lấy đồ ăn em ơi. Đi mang đồ ăn về nào. Con này sửa mãi chưa xong các bạn ạ. Nó dập lửa xong con nó cầm búa nó gõ lại cho nó đỡ bị hỏng. Rồi chúng ta có thể gọi thêm một em bé nữa. Sao đội của mình yếu quá ta. Bị bọn nước ngoài sao đánh cho đấm nó không trượt cái nào. Có tất cả bốn nước cơ anh em ạ. Cho nên mình không biết là bọn nào nó sẽ đánh mình á. Rồi có bọn ở dưới đây nè. Mình không biết bọn nào yếu nhất. Không biết chúng nó có đánh nhau không. Thấy cái nhà đằng kia có vẻ hơi bị xồ xề các bạn ạ. Bọn tím này là gần nhà mình nhất này. Mình nghĩ là mình có thể đánh được bọn tím các bạn ạ. Rồi đẻ thêm một em bé nữa. Và trứng nó lòi từ trong nhà lòi ra đây các bạn. Đó. Sao thằng nhóc chui ra. Ủa sao mình cho được có 8 con ạ. Not enough first. Mình không đủ đồ ăn các bạn ạ. Một con ở đây có 3 đồ ăn à. Rồi chắc là mình sẽ phải bẫy thêm đi. Bẫy thêm để kiếm đồ ăn anh em ạ. Đặt bẫy để cho mấy con kia nó ham ăn nó tới. Đấy, kiếm thêm đồ ăn về. Mạnh chưa? Ấy, sao hai con này đánh nhau vậy? Tự nhiên hai con này đánh nhau anh em ạ. Con này nó cầm cái gì vậy ta? Hình như là đây là mấy con đánh xa hay sao ấy các bạn? Mấy cái nhà là mấy nhà mấy con đánh xa, mấy nhà con đánh gần hay sao ấy, mình chả biết nữa. Mình còn thiếu mấy nhà này. Nhà hồi máu này. Nhà Maracat. Nhà Farming à. Làm đuốc, nhà làm đuốc với cả là nhà phi giáo các anh em ạ. Mình nghĩ là nhà phi giáo cho là ngon đấy. Mốt là mình phát triển. Ok, bọn này cứ đánh nhau thôi anh em ạ. Bọn này ngáo à.
Ok không? Sau này nó cứ đấm nhau rồi anh em. Cãi nhau hay sao ấy? Bọn này cãi nhau về nước này nước kia, sao chúng nó đánh nhau? Chúng nói chuyện rồi. Rồi chúng nói chuyện về bóng đá, về âm nhạc các thứ nữa anh em. Bữa đó nhở. Chúng nói chuyện về rất nhiều thứ khác nhau. Rồi ok. Thì tạm thời chúng ta cứ dừng cái clip này đây nha. Bởi vì thực sự là mình cũng chưa hiểu lắm về mấy cái này anh em ạ. Tuy nhiên đấy là nếu các bạn thấy cái series của mình hay, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm mấy tựa game này cho anh em xem. Còn bây giờ thì bye bye.